Ba ơi, ba coi con sếp đẹp không nè. Wow. Đẹp quá vậy. Trời, khang giỏi vậy ta. Nè, chào ba chút nha. Dạ. Alo, tôi nghe chị Lan. Chị bị sao vậy? Chị ổn không? À, được rồi, chị bình tĩnh đi, ở yên đó đi. Nhắn tin địa chỉ tôi tới liền nha. Rồi rồi, chị nha. À, anh có việc đột xuất ra ngoài một chút. Em chơi với hai con nha. Sai rồi, không ca đuối, chị mới bay mà. Ca đuối, chị mới bay. Em biết là bây giờ em không có lý do nào để ngăn cản anh đến với người khác. Nhưng làm sao em có thể vượt qua được cảm giác này? Em phải làm sao bây giờ đây? Hạnh phúc cho riêng mình, vẫn đi tìm dù ngàn năm nữa. Cho dẫu ngày qua có những phù hoa, nhưng hoài niệm xa xa. Ta đi từ chị Mộc Lan. Cuối cùng thì anh cũng đã tới rồi hả? Em đem rượu thêm cho chị. Không cần đâu, tôi còn đưa chị về mà. Tại sao lúc nào anh cũng tỉnh táo hết vậy? Có bây giờ anh say chưa? Tôi ước có thể nhìn thấy anh say. Chị muốn tôi say đi làm gì? Để tôi biết được suy nghĩ thật của anh. Tôi say hay là tỉnh đó, suy nghĩ cũng vậy thôi. Chị đừng uống nữa. Vậy là anh chưa bao giờ xúc động trước tôi đúng không? Anh hãy nhìn thẳng vô mặt tôi, trả lời cho tôi biết. Cho dù là anh say hay là anh tỉnh, có bao giờ anh rung động trước tôi chưa? Tôi không phải là thánh. Chị xinh đẹp, giỏi giang, thành công. Làm sao mà tôi không rung động được? Nhưng tôi có ranh giới của riêng mình. Tôi biết đâu là cảm xúc nhất thời, đâu là tình cảm thật sự. Nếu vượt qua ranh giới đó, sẽ đau khổ cho tất cả. Tôi không ngờ một người nghệ sĩ như anh mà lại lý trí lên như vậy. Chính vì sống trong lòng nghệ sĩ nhiều cảm xúc, tôi hiểu được bi kịch thế nào khi vượt qua ranh giới bằng cảm xúc. Tôi không thể mạnh mẽ được nữa rồi. Tôi cảm thấy rất là bế tắc. Trái tim tôi nó đã nguội lạnh từ lâu, nhưng mà bây giờ nó đã sống dậy. Nó đang làm khổ tôi. Tôi cứ tưởng là tôi miễn nhiễm được với tình yêu, nhưng không ngờ lần này tôi lại bị trúng hơn. Mà nó phát tác một cách mạnh mẽ, làm cho tôi không thể nào đỡ nổi. Trước đây tôi từ chối rất nhiều tình yêu, nhưng bây giờ khi nó quay trở lại thì tôi lại bị từ chối. Anh nghĩ tôi có thảm hại quá không? Được rồi, chị đừng uống nữa. Chị say lắm rồi. Anh nói cho tôi biết đi, chúng ta thật sự không thể. Chị say rồi, tôi đưa chị về. Anh thật là sắc đá.
Đừng mà, chị đừng uống mà. Tôi đưa chị về. Hạnh phúc tựa như cơn gió, dần đến rồi đi ai biết. Ta vẫn cố đi tìm lạc giữa nỗi buồn lặng im. Chị say rồi. Rồi đến một mai thức giấc. Cho riêng mình vẫn đi ta đi tìm hạnh phúc cho riêng mình vẫn đi tìm dù ngàn năm nữa. Cho dẫu ngày qua có những phù hoa, nhưng hoài niệm xa xa. Ta đi tìm vạt nắng vươn cuối đường, ta chen vào để đời thơm ngát. Đã thấy bình yên khóc hồn nhiên, ngày đã sớm thật hiền. Hạnh phúc tựa như cơn gió chợt đến rồi đi ai biết. Ta vẫn cố đi tìm lạc giữa nỗi buồn lặng im. Anh dậy rồi hả? Để em đi hâm đồ ăn nóng cho anh ăn nha. Không cần đâu, để anh đi làm cho. Mẹ. Dạ. Hôm nay hai chị em giỏi quá ta. Không cần mẹ kêu dậy luôn. Hai chị em xuống đánh răng rửa mặt đi. Rồi ăn sáng mẹ chở đi học á. Dạ. Em đi làm mà. Để em đưa con đi học đó. Cả ba với mẹ đưa tụi con đi học luôn được không? Chỉ một lần thôi. Điểm như ngày xưa vậy á. Nha ba mẹ. Được chứ. Nhưng mà điều kiện không cho phép đâu. Hai con hôm nay phải ăn sáng thật nhanh. Nếu không á, trễ giờ làm của ba mẹ, biết chưa? Dạ, dạ. Con đi đến ăn liền. Ừ, nhanh lên. Anh cũng đi đánh răng vệ sinh nha. Chị còn thấy mệt không? Nếu mà mệt á, sao không ở nhà nghỉ ngơi đi? Tôi không sao. Hôm qua tôi say quá. Không biết là có nói năng gì kỳ cục lắm không? Không có gì đâu. Chị luôn mạnh mẽ và tinh tế mà.